chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ca sĩ ẩn danh. Quý vị thân mến, chương trình Ca sĩ ẩn danh do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng vào lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và thưa quý vị, trong số những khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay vẫn sẽ có 5 vị khán giả rất đặc biệt. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp gỡ và giao lưu với 5 nghệ sĩ khách mời trong ngày hôm nay. Khanh xin được giới thiệu danh ca Phương Dung, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, ca sĩ Vũ Hà, ca sĩ Dương Triệu Vũ. Khanh xin chào 5 cô chú anh chị ạ. Ngày hôm nay cảm xúc của mình như thế nào? Cô Phương Dung rất nôn nao. Nôn nao để chờ đợi. Dù có nhiều người mình chưa gặp, nhưng mà mình đã có một cái sợi dây luyến ái trong nghề nghiệp. Mình thương mến những người chưa được tỏa sáng. Thành ra cô nôn nao và cô rất hạnh phúc khi ngồi ở đây. Dạ, đó là chia sẻ của cô Phương Dung. Ngay lúc này đây Vân ngồi, Vân cũng đang rất hồi hộp, bởi vì mình không biết là cái người mình sẽ gặp sắp tới đây là ai, có phải là cố nhân của mình hay không. Đôi khi có những lúc mình phải đồng cam cộng khổ với họ, đúng không chính chị Vân? Chính xác luôn, bởi vì có những hôm đói, có những hôm no, có những hôm mưa, có những hôm nắng. Nói chung là hỉ nộ ái ố, tất tần tật mọi cảm xúc. Mong rằng là những kỷ niệm cười và vui nhiều hơn là những giọt nước mắt. Sợ là gặp lại những cố nhân mà nhiều điều mà mình nói chuyện rồi mình tâm sự thì sợ là có nhiều giọt nước mắt ấy, cũng rất là sợ. Tiếp lời của anh Hà thì chắc chắn quý vị đêm nay sẽ phải khóc. Nhưng Khanh xin trấn an quý vị, đó sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của những sự hội ngộ mà quý vị sẽ không ngờ tới được đâu ạ. Dạ, cho Khanh hỏi một khách mời ngày hôm nay có một bộ trang phục rất là nền nã ạ. À, Khanh xin mời anh Kim Tử Long. Kim Tử Long. Thôi em ơi, đánh lạc hướng hoàn toàn luôn. Tại vì MC đang ganh tị với cái áo của anh. Anh Long ơi, anh biết tại sao Khanh nói là nền nã không ạ? Sao vậy? Tại vì ít nhất ngày hôm nay anh chỉ mặc có một cái áo đỏ thôi, còn Khanh là nguyên bộ. À, không, nhưng mà Khanh không có lại cái dàn hộp này đâu. Á, à, sẽ đứt tay. Và ngày hôm nay các bạn khán giả ở đây sẽ cùng với 5 vị khán giả rất là đặc biệt sẽ tạo nên một chương trình ca sĩ ẩn danh vô cùng cảm xúc. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta bắt đầu chương trình đêm nay thưa quý vị. Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ ẩn danh thứ nhất. Mình rất là mong muốn đóng góp và tiếp tục đứng sân khấu, vì nghệ sĩ không bước lên sân khấu họ buồn lắm. Họ giống như họ mất đi một cái gì rồi đó. Nhưng mà đấy, cuộc sống, cho nên họ không có thể nào mà đứng lên được. Lời nói đầu tiên cho Ngẫu Hứng chào 5 vị khán giả đặc biệt ngày hôm nay. Và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Ca sĩ ẩn danh trên màn ảnh nhỏ. Thưa quý vị, Ngẫu Hứng chính là một cái tên gọi thân mật mà tạm thời chúng ta sẽ dành cho người ca sĩ này. Ngẫu Hứng đã từng tham gia một cái cuộc thi và đoạt giải nhất cuộc thi đó vào khoảng 29 năm trước. Wow! 29 năm trước là năm 1900 mấy gì? À, là khoảng năm 1900 mấy á. Phải vậy mới trị anh Kim Tử Long được. Nếu mà tính tới bây giờ, đi hát đã là 32 năm rồi. Năm 89 được đạt giải nhì giọng ca trẻ nhà hóa thanh niên. Từ năm 89 đến năm 91 là rất là khó khăn. Cuối tuần lại lên nhà hóa thanh niên sinh hoạt xong rồi bỏ xe ra đạp lên xe đò về nhà. Cuộc thi tiếng hát truyền hình năm đầu tiên mở ra, tự thách đối với bản thân của mình nên thi một lần nữa, nếu được thì sẽ là chủ ở thành phố để hoạt động lĩnh vực nghệ thuật cho nó mạnh mẽ hơn, còn nếu không thì chắc cũng lẽ cũng về vườn. Khi mà đăng quang thì lúc đó mới cho gia đình biết. Cái thể loại nhạc mà chú hát là cái gì ạ? Cái gì xin lỗi, chú ở đây không có kêu bằng chú. Tại đã 51 tuổi là chú được rồi. Anh hết. Ủa vậy chứ cái em kêu anh làm cái gì? Em kêu chị bằng chị thì em có quyền kêu bạn này là anh. Cô chú cho con gọi chú này bằng chú nha. anh. Cái thể loại mà tôi thích nhất đó là thể loại quê hương trữ tình. Cho hỏi là
Cái thời gian mà bạn đi diễn tỉnh á, thường thời gian nó là bao nhiêu lâu? Tôi đi khoảng 3-4 tháng. Là trong cái thời gian mà tôi đi lưu diễn ở thủ đô, tôi có ngẫu hứng song ca cùng một vị khán giả đặc biệt ở trong đây. Thủ đô là chỉ có sau đêm thôi. Sau đêm. Vậy là tôi biết rồi. Chỉ có sau đêm thôi. Bạn có biết đoàn ca nhạc sau đêm không? Thật ra thì chừng mà vài năm thôi tôi đã không nhớ rồi. Huống hồ gì là 20 mấy năm. Dễ sợ không? Trời ơi. Dễ sợ ha. Dễ... Giấy lại là dấu nè. Ngày trước á, những cái đoàn mà đi diễn tỉnh á, mà tháng rưỡi đổ lên là chỉ có đoàn sau đêm là một đêm. Đoàn thứ hai là đoàn của anh Duy Phương. Rồi ở miền Nam á, tức là miền Tây á ha, là ông bầu Duy Ngọc. Anh Vũ, anh ơi, về mấy cái đoàn này thì em không có một cái ý kiến, tại lúc đó em chưa biết cái gì hết trơn rồi. Để thì 29 năm rồi. Thì đó, em chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi. Tức là khi mà anh đi lưu diễn, cái bài nào mà anh cảm thấy tâm đắc nhất khi mà anh trình diễn cho khán giả? Đặc biệt là hát song ca với một vị ban giám khảo là hát cái bài gì đó? Đối với một ca sĩ như tôi thì tôi sống bằng nghề hát. Nên cái bài mà tôi tâm đắc thì chắc chắn là phải phục vụ cho khán giả. Thì để phục vụ cho khán giả, tôi hát hơn 1000 bài hát thì bài nào tôi cũng tâm đắc hết. Rồi xong. Tôi hỏi bạn, có bao giờ bạn đã từng xuống tóc không? Từng xuống tóc hả? Cũng có. Rồi, dạ. Chốt đơn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên do ca sĩ Ngẫu Hứng thể hiện. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em. Thôi về đi, về đi, về đi. Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó. Một đóa hoa như đón như mời. Em về đi, em về đi, mừng ngày vu quy. Ta trao nhau lần cuối, mắt trong lệ rơi, rồi xa suốt đời. Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa mang cả tình anh, em lên xe tang tiếc thương. Xót thương duyên mình bẽ bàng. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn xong tóc rồi? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Đâu rồi để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Sau khi cơn đau không biết đến bao lâu, một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu, lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió. Dù tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh, dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuống vẫn không như lòng nguồn. Tình trần thì vẫn quá bát ngát, mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn. Thành đời người chỉ toàn ôm chắc chờ mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn lan tóc rồi? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có
trọn cuộc đời. Liên khúc hai bài hát Lần đầu cũng là lần cuối và Tình đầu tình cuối và ca sĩ Ngẫu Hứng. Hay quá. Cái cảm xúc của tôi nó giống như là tim tôi đập rất là mạnh và giống như là cả một cái ký ức nó ùa về. Cái người ẩn danh á, khi đứng trên sân khấu rất là đầm thắm, tức là đứng và hát bằng nội lực thôi, chứ còn không có diễn quá, không trời. Có diễn rất là diễn như là Ngẫu Hứng. Tôi đến đồng quỳ nữa nha. Tôi ở đây tôi xí đó là cảm giác, cảm xúc của Hồng Vân thôi, chứ chưa chắc gì cái người ẩn danh đang là cái người mà Vân đang nghĩ. Dạ khoan xí cho em nói chút xíu. Trời nãy giờ chị Vân nói cái người đó đó, xong cái anh Long đó đúng rồi, đó là cái người đó, xong cái chị Vân quay lại đúng là cái người đó, nhưng mà nhìn trên đây nó không phải là cái người đó. Đó. Rồi tùm lum luôn. Thì đó, nó là vậy đó. Nó là vậy đó. Đối nồi luôn mà không dám nhắc tên cái người đó. Không dám nhắc tên. Tại vì cái người đó khi họ hát và cái giọng hát của người đó khi họ hát thì không bao giờ họ mới nhảy tới nhảy lui giống như cái người đó. Mà cái người đó mới nhảy tới nhảy lui như vậy thì không hề giống cái người đó. Mà trong khi mọi người ở đây ai cũng biết cái người đó mà không nói cái người đó là ai. Đúng đó. Dạ thôi bây giờ nói chung là cảm ơn phần biểu diễn của Ngẫu Hứng và mời bạn ra cái ghế chỗ đó đó. Trước khi đến với tiết mục thứ hai, quý vị hãy giải lao trong ít phút nhé. Và bây giờ sẽ là phần xuất hiện của ca sĩ ẩn danh thứ hai. Mình mơ ước rất là lâu rồi mình được đứng một cái sân khấu lớn để mình được thể hiện cái giọng hát của mình cũng như cái niềm đam mê của mình. Mình biết trước khi mà mình làm lại từ đầu nó một điều khó khăn, nhưng mà mình không có tiếc nuối. Trong cuộc đời mình thích thì mình cứ làm thôi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em, ca sĩ Phượng Hoàng Lửa, được gửi đến năm vị nghệ sĩ khách mời rất là đáng kính, cũng như là toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng, thân thương, nồng nhiệt liệt, quý ái, mến thương, yêu dấu hỡi. Dạ. Câu đó mình hơi mỏi miệng đúng không? Bây giờ xin chào Phượng Hoàng Lửa, bạn hãy cho chúng tôi biết một chút xíu thông tin về bạn. Phượng Hoàng Lửa, tuổi con mèo, mèo méo mèo mèo mèo. Mèo. Thường khi mà mình đi hát đó, cái mình giới thiệu nghệ danh của mình là Phượng Hoàng Lửa, cái là ai cũng thắc mắc, ủa tại sao đặt một cái tên gì mà nghe nóng bỏng quá vậy? Dạ. Dạ tại vì đơn giản thôi, cổ nhân có câu, bổn cung không thích làm chim công xòe đuôi, chỉ khoe sắc đẹp, bởi vì có thể tắm lửa hồi sinh, chỉ có thể là Phượng Hoàng. Dạ. Dạ. Yeah. Dạ. Phượng Hoàng Lửa ngoài cái nghề làm ca sĩ ra, thì Phượng Hoàng Lửa có một cái nghề tay trái nào không? Dạ có. Trước đây là Phượng Hoàng có định cư ở Hà Nội. Hà Nội. cái con bé Phượng Hoàng Lửa này nó có duyên quá. Nó nãy giờ nó nói cái chuyện nó định cư này kia nọ, mình tưởng ở đâu, ai về định cư ngoài Hà Nội. Thiệt là duyên dáng luôn. Thông cảm giùm em, tại vì em là Phượng Hoàng tái sinh trong đống lửa tro tàn, thành ra là bây giờ trí nhớ em nó cũng lúc nhớ lúc quên. Phượng Hoàng làm nghề gì tay trái? Nói chung là không có liên quan đến ca hát, mọi người đoán đi. Chứ nếu nói ra hết là biết hết rồi, còn gì đâu nữa mà chơi game. Yeah. Bây giờ anh hỏi Phượng Hoàng nè, Phượng Hoàng đến đây là muốn giới thiệu lại tiếng hát của mình trong chương trình, hay là Phượng Hoàng vẫn còn đi hát, vẫn còn làm nghề? Đi hát thì cũng có đi hát sương sương, lâu lâu có show thì cũng có hát sương sương. Nhưng mà nghề chính là một cái nghề khác. Và rất muốn qua chương trình này thì Phượng Hoàng sẽ được tiếp cận với đông đảo quý vị khán giả, coi như là gợi nhớ, nhắc lại, nói chung là nhắc các bầu show, kêu show Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ơi, bây giờ cho Kim Tử Long được hỏi Phượng Hoàng một câu. Từ lúc Phượng Hoàng đặt chân lên sân khấu để hát, Phượng Hoàng có bao giờ có một giải thưởng hay có một cái... Người ca sĩ theo cái này 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 cái
few minutes later. Hay là chỉ là một ca sĩ lót? Phượng Hoàng có nghe kịp câu hỏi không ạ? Tại vì có những câu hỏi nội dung rất là đơn giản nhưng được nói với một cái nhịp rất chậm thì cuối cùng mình sẽ không có hiểu. May là chậm như vậy mà không hiểu luôn á. Trời, tôi ngồi sát bên đây tôi còn bị rối nữa em nè. Không, nhưng mà Phượng Hoàng hiểu. Hiểu không đó? Hiểu. Chỉ có những người nghĩa là tầm cỡ mới hiểu nhau thôi. Dạ. Cỡ đây với đây mới hiểu. Cả Long với Phượng, Long với Phượng. Phượng Long. Dạ thì. Nếu như mà ngày xưa Phượng Hoàng không bỏ ngang mà đi định cư ở Hà Nội á, thì bây giờ là Phượng Hoàng cũng nổi tiếng rồi đó. Yeah. Là suýt nổi tiếng, suýt. Nhưng mà nói chung là cái niềm đam mê âm nhạc và ca hát trong Phượng Hoàng vẫn luôn cháy rực như là con Phượng Hoàng lửa vậy đó. Mình đi hát từ nhỏ vì là mẹ và ba ngày xưa cũng là ca sĩ cho nên là mình có cái gen ca hát. Và khi mình học hết cấp 3 là bắt đầu mình đi hát. Thì thật ra cái thời điểm đó thì mình có một cái chuyến đi Úc. Thì bao nhiêu cái hy vọng được đi Úc thì không biết sao đoàn không được đi. Cái cơ hội duy nhất để mình nổi tiếng trong cái nghề ca sĩ coi như là mất rồi, tự nhiên mình cảm thấy mình tụt mút luôn. Thì lúc đó buồn quá thì muốn đi ra Hà Nội. Thì buổi tối thì đi đến phòng trà hát và ban ngày thì đi make up. Thì được làm được một năm thì quá nổi tiếng cái nghề make up luôn. Và một ngày có thể làm mấy chục cô dâu luôn. Thì lúc đó thì mình cảm thấy làm tới chiều tới tối nó mệt quá, cái không đi hát nữa. Thật ra Hà Nội là một cái nơi đó là mình chỉ là dạo chơi thôi. Không ngờ rằng dạo chơi mà đến 10 năm như vậy. Tôi chốt đơn, chốt đơn. Sao lẹ vậy? Trời quân. Biết rồi. Chốt đơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn đầu tiên của ca sĩ Phượng Hoàng Lửa. Mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ. Trời chiều mát mát, buồn nát con tim. Lệ tình đẫm ướt tà áo chinh mưa. Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên. Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau. Khi mình ra Hà Nội thì mình có yêu một người, yêu nhau 4 năm, sống chung với nhau 4 năm. Thì bỗng một hôm thì người đó nói là anh phải đi về lấy vợ. Lần đầu tiên mình yêu một người nhiều như vậy á, như là rơi xuống vực thẳm á, rất là buồn. Và luôn cảm thấy rằng là mình nên đi chuyển giới. Người đi hoa lá chết theo mùa nhỡ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Thả rằng chôn kín mong ước bên nhau. Quên đi cho hết một kiếp thương đau. Dám về mang nỗi sầu. Nhịp cầu thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên
trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng, là bấy nhiêu sầu người đi hoa lá chết theo mùa nhỡ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ, thà rằng chôn kín mong ước bên nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Thu Sầu. Nếu đúng là những gì mà tôi suy đoán thì tôi nghĩ bạn rất là xứng đáng. Bạn là trang lứa với chúng tôi, mà bạn ấy phải rẽ qua một con hướng đường khác để rồi ngày hôm nay bạn ấy trở lại với sân khấu. Nó làm cho tất cả chúng tôi ở đây rất là xúc động. Đó là chia sẻ của anh Kim Tử Long. Quý vị có muốn ca sĩ lộ diện không ạ? À? Muốn không ạ? Yeah. Chắc chắn phải lộ diện ngay bây giờ đúng không ạ? À? Và bất ngờ nó sẽ tới ngay bây giờ. Và bất ngờ nó sẽ tới ngay bây giờ. Xin mời Ngẫu Hứng đến đây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn. Mình sẽ bình chọn cho ca sĩ ẩn danh nào mình muốn giữ bí mật về danh tính của họ đến cuối chương trình. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Kết quả bình chọn sẽ có ngay sau vài phút giải lao. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ ẩn danh. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn rồi. Và kết quả bình chọn là... với tỷ lệ 58% và 42%, người ca sĩ ẩn danh sẽ lộ diện đó chính là Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa. Và chúc mừng cho Ngẫu Hứng, bạn lại tiếp tục được ngồi thư giãn. Bây giờ mình hãy tự giới thiệu về bản thân của mình một lần nữa nha. Dạ, xin tự giới thiệu với lại 5 vị khách mời cũng như là toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Em là diễn viên Thái Duy. Em là diễn viên, đạo diễn, tác giả của sân khấu kịch Hồng Vân ạ. Thưa quý vị, đây chính là diễn viên Thái Duy mà chúng ta đã từng rất quen thuộc trong nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy trước đây. Động lực nào thôi thúc bạn? Dạ em được mời. Chương trình mời em dữ lắm luôn, em nói thiệt luôn đó. Tại vì là em phù hợp với lại cái nhân vật ẩn danh, cũng như là em có những cái khả năng trình diễn không phải là ai cũng phù hợp. Em hát được, em múa được, mặc dù là giọng của người ta đó. Em là cũng làm eo làm sấp mấy lần đó. Nhưng mà Khanh phải công nhận một điều nha quý vị, diễn viên Thái Duy tuy là nam nhưng mà mỗi lần anh ấy hóa thân thành những nhân vật nữ rất là duyên dáng. Nhất là cái giọng nói, ngày xưa Khanh coi kịch Chuồn Chuồn Giấy mê lắm. Dạ, nhưng mà hôm nay là vì để phù hợp với giọng hát, thành ra là em không có nói giọng kia. Là giọng kia em nói là trên trời lắm. Là giờ giọng kia chưa? Dạ chưa. Chưa luôn, giọng kia là sao? Bây bây giờ thử giọng kia đi. Dạ. Để con lấy hơi con nói chứ giờ. Con phải lấy tông con đu vô. Bụng cung không có hứng thú làm chim công xòe đuôi khoe nhan sắc, bởi vì trong thiên hạ có thể tắm lửa hồi sinh chỉ duy nhất một Phượng Hoàng mà thôi. Dạ. Nghe hay quá quý vị. Nhưng mà cũng cái câu đó mà giọng nam đi con, giọng đàn ông á, thiệt là đàn ông luôn con.
À, bổn cung không có hứng thú làm chim công xòe đuôi, bởi vì tấm lửa hồi sinh trong thiên hạ duy nhất chỉ có một mình Phượng Hoàng. Wow, quá dễ sợ. Quý vị ơi, bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta bắt đầu lộ diện ca sĩ ẩn danh. Ca sĩ Trang My, hay chúng ta còn được biết đó chính là make up Lê Duy. Lê Duy, yes, Lê Duy. Ngày con đi học, mẹ đưa đến trường cách xa nhà 2-3 cây số. Cầu ván bắc ngắm sông, nhưng khi mưa dầm cầu lắc lư sao ngại ngùng. Cho phép em được chào chị ạ. Lời đầu tiên cho Trang My xin trân trọng kính chào 5 vị khán giả rất là đặc biệt, và cũng là các anh chị đồng nghiệp của Trang My trong suốt bao nhiêu năm qua. Lời chào trân trọng nhất. Trước khi nghe chị Trang My chia sẻ thêm về những câu chuyện trong cuộc đời của mình, thì một lần nữa Khanh cùng với chị Trang My rất là cảm ơn Phượng Hoàng Lửa. Nhờ có Phượng Hoàng Lửa mà cái phần biểu diễn vừa rồi nó quá sinh động, xém chút làm cho MC té. Dạ, chứ không phải là MC điệu quá cho nên bị té hả trời. Thôi bây giờ em xong rồi, em vô nha. Dạ. Em chơi với bạn trai. Em đi vô luôn mà phải không? Đúng rồi, mình đi vô luôn á. Vô luôn hả? Lát mình vô hội trường nói chuyện sao nha. Một lần nữa cảm ơn Phượng Hoàng Lửa rất nhiều, cảm ơn diễn viên Thái Duy. Và ca khúc tiếp theo xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Trang My. Cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tính trên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi thương nào. Còn ai vui đêm này, mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm, lời thương em khắc ghi một đêm, để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Khi vào Nam thì nó hoàn toàn khác với cái suy nghĩ của mình. Không có show đi hát nhiều, make up cũng không có show nhiều, là vì sao? Mình chỉ nổi tiếng Hà Nội, công việc của mình lại không có được như ý muốn. Trong lúc đó thì cái người chồng của mình thì lại công việc lại thịnh hơn. Tự nhiên mình lại thu mình lại, mình ở nhà, mình lo cơm nước trong suốt 5 năm trời. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi.
làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. À, thì một ngày đẹp trời thì người đó cũng cũng có người khác và cũng ra đi. Trên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mơ ta chúng đôi, lệ hoen trên mi môi thương nào ngôi. Đi biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Bay ngăn cách bọn mình đêm nay, mưa vẫn rơi êm đềm, lời thương em khắc ghi một đêm, để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Thưa quý vị, và đó là tiếng hát của ca sĩ Trang My. Cảm ơn ca sĩ Trang My vì đã gửi đến cho chúng ta một bài hát rất là xúc động. Thật ra thì lúc mà Trang My ngồi ở trong nghe anh Kim Tử Long nói về mình, Trang My rất là xúc động, thật sự rất là xúc động. Trang My rất là mơ ước có một ngày nào đó mình được đứng một cái sân khấu lớn như thế này để mình hát một lần. Và bây giờ Trang My đã làm được, nhưng mà rất là hồi hộp và nhiều cảm xúc. Tức là My là cái thời của Long Nhật là nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi, em cùng thời với anh Long Nhật, đúng với lại Vũ Hà này, Lâm Chi Khanh nữa. Em đi hát chung với Vũ Hà rất là nhiều. Và ngày xưa hai anh em không mấy gì thích nhau. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Trời ơi. Ủa tại sao vậy chị? Ai cũng nói là sao Lê Duy giống Vũ Hà, rồi gặp Vũ Hà nói sao giống Lê Duy, thì mình thấy là người nào giống mình thì mình không có thích. Vũ Hà ngày xưa là đi tỉnh đem nguyên một cái vali nước hoa đi, tới đâu có đầu chưng lên cái kệ mà trong cái khách sạn đó. Trời, mình nhìn mình ghét dễ sợ. Ghét dễ sợ. Ghét dễ sợ. Đó chứ. Trời ơi, giờ mới. Chào em. Dạ, con chào cô. Muốn được đứng trên sân khấu đã là một chuyện rất khó, nhưng mà muốn sáng đẹp như em không phải dễ. Mà em đã dám vì cá nhân mình, em bỏ hết với cái giọng trầm buồn của em, cái dáng dấp rất đẹp trên sân khấu. Nhìn em biểu diễn, nhìn em nhả chữ, nhìn em hát, không phải là một cái người nghiệp dư, mà em là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Có một cái sự khâm phục của cá nhân chị đến với em, và chị rất thưởng thức cái giọng trầm buồn của em, rất đẹp. Dạ, con cảm ơn cô Phương Dung. Rất nhiều kỷ niệm, nhất là nhớ là lúc đó là Vũ Hà, Lâm Chí Khanh, Đan Trường với Tuấn Hùng là bốn đứa hát mở màn. Không được hát đơn ca nha, bốn bữa hát mà mở màn cho cái chương trình của nhà chị Hương Loan. Mà cái chương trình đó mình đi mấy tháng luôn á. Đúng rồi, đi mấy tháng luôn đó. Rất là vui. Có một lần tôi hát ở Hà Nội, hai anh em gặp nhau mừng rỡ vô cùng luôn. Và tôi hỏi Lê Duy, trời ơi bây giờ em làm gì? Thì nói Lê Duy làm make up hóa trang và trang điểm cho cô dâu nổi tiếng nhất Hà Nội. Lúc đó tôi nói em bỏ nghề luôn á. Dạ em bỏ nghề luôn rồi anh ơi. Và đặc biệt hơn nữa là em có tình yêu rồi anh Long ơi. Tụi em sống hạnh phúc lắm. Lê Duy nói rằng sẽ có một ngày em trở lại sân khấu anh ơi.
Và em mong rằng khi mà em trở lại sân khấu, em sẽ là một cái diện mạo khác, em không còn là Lê Duy của ngày xưa nữa. Thật sự là hồi đó Lê Duy rất nổi, rất nhiều các khán giả nữ hâm mộ vì tướng ta mạo và anh mặc đẹp giống y như đẹp trai lắm. Đều giống y Bạch Công Khanh bây giờ đó. Đẹp trai lắm. Ra ha, một cái là trời ơi, bó hoa bự bự như vậy mà rất là nhiều khán giả nữ đi theo. Mà xong cái 10 năm sau, cái hôm em nhớ em đi hát là ở dưới Long An, tự nhiên có một người con gái phóng tới. Nhớ ai không? Nhớ. Ủa ai vậy? Lê Duy nè. Trời ơi trời, nhớ không Duy? Nhớ không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, về đến chi? Đi với ai? Trong túi nè, trời ơi, trong túi, trời ơi là trời. Thông qua Lâm Nhật thì chị gặp Lê Duy một đôi lần. Thế rồi một ngày thì gặp Duy ở Subo. Đó cũng giống vậy đó. Chị, em Lê Duy nè đó. Thì là, nhưng mà lúc đó là cổ như vậy rồi. Đó thành ra là mình nói, ôi trời, quá đẹp, quá xinh xắn luôn. Chị nghĩ rằng là cái cuộc đời của em á, nó không phải là một cái gì đó nó đau khổ, nó trắc trở, bởi vì em hoàn toàn hạnh phúc với từng giai đoạn mà em sống. Và em đạt được những cái điều mà em mong muốn ở từng giai đoạn. Thì chị nghĩ rằng với một cái lần quay trở lại này của em cũng sẽ đạt được cái điều đó. Chúc em là em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn thêm một lần nữa. Em cảm ơn chị. Em cảm thấy rằng chúng ta có quyền hy vọng đến với một tương lai, và chúng ta sẽ còn nghe được tiếng hát của ca sĩ Trang My ngày càng nhiều hơn nữa, được nhiều quý vị khán giả yêu thích hơn nữa. Và ngày hôm nay chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh có một món quà kỷ niệm tặng cho ca sĩ Trang My. Cảm ơn chị Trang My rất nhiều. Cảm ơn em. Một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Trang My, thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với phần lộ diện của ca sĩ ẩn danh đầu tiên. Ngay bây giờ sẽ là phần xuất hiện của ca sĩ ẩn danh thứ ba. Đây là một cái cơ hội có thể là đi hát trở lại. Đó là một cái ngọn lửa đam mê trong cái nghệ thuật của mình. Và có cơ hội là đi hát. Lục Bình xin kính chào quý vị trong ban bình luận tối nay. Dạ, Lục Bình, Lục Bình à. Tên thân mật là Lục Bình. Oh. Dạ, Khanh xin chào Lục Bình. Cô đến từ đâu? Dạ. Dạ, xin chào cô Phương Dung. Lục Bình đến từ một nơi rất là xa xôi. Có thể là ở nước ngoài. Lục Bình trôi 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 đi, trôi tới rồi trôi lùi. Dạ, cuối cùng cũng trôi về Việt Nam lại. Dạ. Em đã sống được ở nước ngoài bao lâu rồi? Dạ đúng được tầm 20, hơn 20 năm mà. Trời. Từ năm 3 tuổi là đi theo chú Phạm Trọng Cầu ở trong một cái trường sơ. Rồi sau đó là năm 14, 15 tuổi là luôn luôn là đi theo chương trình ca hát của thiếu nhi ở trong quận, trong phường. Rồi thì sau đó cơ duyên để gặp được anh Duy Phương, chị Hương Loan, là một trong những cái bầu show mà thượng thẳng nhất cái thời bấy giờ. Đi ca đi hát vậy là quanh năm suốt tháng là từ Nam chí Bắc, suốt mười mấy năm trời là nó là như vậy. Cho đến năm 1996 được ký hợp đồng để đi hát cho chính nước. Thì sau đó thì ở lại xứ Pháp để lập gia đình, sinh con. Cái lúc mà mình ở một đỉnh của một cái công việc thì luôn luôn mình nghĩ đến cái chuyện tình cảm, nghĩa là gia đình. Thì ngay từ nhỏ đã có một cái nguyện vọng là muốn đi tìm lại ba mẹ của mình. Ba là người Mỹ chứ không phải là người Pháp. Rồi mình cứ nghĩ đơn giản trong đầu, qua Pháp được thì sau này sẽ qua Mỹ được. Và không nói nữa, tôi biết bạn là ai luôn. Thì vì anh biết rồi thì anh lính đi để người ta đoán. Anh mắc cười quá à. Cái danh này là tôi đã từng hát chung. Em cũng biết nữa đó hà. Em Su. Dạ anh Vũ, anh Vũ lóe lên điều gì nè. Chị hát nhạc. Có phải chị hát nhạc rất là rock hay không? Bây giờ nè. Biết đúng không? Biết không? Biết luôn. Biết chưa? Lục Bình biết là dòng nhạc nào em cũng hát được. Nhưng mà cái sở trường của em á là có phải là nhạc sôi động không? Dạ, cái thời đó là tụi em á là ca sĩ mà hiếm hoi nhất hát về nhạc sôi động và chuyên hát rồi, về nhạc ngoại. Biết luôn rồi, biết luôn. Yes. Đây là một ngôi sao rất lớn. Em hát nhạc sôi động, em ngoài cái nhảy ra em có một cái gì đặc biệt mà ví dụ như là chị nói lắc đầu á, hất tóc, lắc tóc, hất tóc em có không? Có không ạ? Có. Dạ đúng rồi. Yes. Rồi đúng rồi. Chưa nữa. Dạ. Gì? Các bạn đã nghĩ sai rồi.
Một người khác nữa. Thôi cho phép em hát đi rồi bằng bình luận đoán sao vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn đầu tiên của ca sĩ Lục Bình. Ở trong những cái nhà hàng, nhưng mà là chỉ được có ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thôi, còn trong tuần còn lại là mình phải đi làm. Cái sự khó khăn nó rất là kinh khủng. Cái ngày mà quay trở về lại Việt Nam là năm 2010, mà thì mình cũng vẫn là tay trắng để mình quay về. Thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Khi mình đi là mình 28 tuổi, mình rất là đẹp. Mà khi mình về thì mình 40, 42, mình già. Thì khi gặp lại anh em bạn bè thì nó cũng là một cái cú sốc cho nhiều người. Có người thì người ta vẫn thương yêu mình, nhưng có người thì người ta quay lưng, người ta không muốn nhìn nhận mình nữa. Thì cái buồn nhất của mình là mình không được theo cái nghề đeo đuổi là thứ nhất. Thứ hai nữa là suốt cái quãng đường mình đi đều là thất bại hết. Còn không có cái gì thành công theo cái nguyện vọng của mình hết. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ em cánh vắng bơ vơ sầu đau. Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu đánh bỏ người như sương khói sâu chuyện tàu. Anh biết chẳng anh em ngủ nào yên, em thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những yêu. Âu yếm hôm qua
không xóa được buồn hôm nay. Người phụ tình em khi uống cạn chén tình say, để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Một tràng pháo tay nữa cho tiếng hát của ca sĩ Lục Bình thưa quý vị. Chúng ta vừa thưởng thức một bài hát của nhạc sĩ Thương Linh, Ai khổ vì ai. Đây là một cái người em mà thực sự rất nhiều kỷ niệm đối với tôi. Hai chị em đã từng đi hát với nhau cả mấy tháng trời ở trong đoàn Sao Đêm. Bao nhiêu năm rồi tôi không được gặp. Nếu mà phải là tôi sẽ ôm người đó vào lòng tôi liền. Và theo Vũ Hà được biết á, thì ca sĩ ẩn danh này rất nổi tiếng, lăn lộn sân khấu, đặc biệt là cái phần mà rắc tóc. Rắc tóc số 1 Việt Nam, chưa có ca sĩ nào mà rắc đẹp bằng ca sĩ này. Em biết rồi, cho dù em không ở đây mà em đã từng nghe anh Đàm Vĩnh Hưng kể rất nhiều chuyện về người ca sĩ này. Đời. Gần như là huyền thoại luôn đó. Huyền thoại. Có một vạn câu chuyện luôn. Nhiều lắm. Chuyện lạ mà tại vì cái tính rất là cá tính cho nên là có nhiều cái chuyện nghe rất vui và kiểu như là sốc lắm. Dạ, nói sao vậy anh Long? Tôi muốn bình chọn người của bản tin. Dạ, và bây giờ trước khi mà chúng ta muốn gặp gỡ cái người ca sĩ ẩn danh mà mình đang suy đoán á, thì chúng ta phải đến với cái phần bình chọn trước. Chúng ta bắt đầu bình chọn cho Ngẫu Hứng và Lục Bình. Và bây giờ thời gian để cho tất cả quý vị khán giả bình chọn bắt đầu. Thưa quý vị, đã kết thúc thời gian bình chọn dành cho tiếng hát của Ngẫu Hứng và Lục Bình. Chúng ta sẽ đến với kết quả, nhưng mà trước hết phải giải lao một cái đã. Khánh đã quay trở lại với ca sĩ ẩn danh. Ta-da. Trên tay đã có phong bì với tỷ lệ phần trăm 47% và 53%. Người sẽ được ngồi vào chiếc ghế đó chính là... Xin mời Lục Bình qua đây ngồi nè. Xin mời Lục Bình qua đây ngồi nè. Lục Bình à. Trước hết chúng ta hãy làm quen với Ngẫu Hứng trước nhé. Đầu tiên em chào anh Khanh. Dạ, em chào các cô chú anh nghệ sĩ ở đây. Em công việc hiện tại của em là diễn viên và em tên là Nguyễn Đạt và em xuất thân từ sân khấu kịch Hồng Dân. Dạ. Chúng ta đang gặp gỡ diễn viên Nguyễn Đạt mà gọi nó bằng anh á, anh bạn á, trời ơi chứ không thấy đã miệng chứ sao. Cái con nhỏ bé lại đó. Thì đúng thật chứ ngoài đời kêu bằng gì? Con. Dạ thưa cô. Dạ chào con. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lộ diện của ca sĩ ẩn danh. Xin giới thiệu ca sĩ Khánh Duy. Tay cầu hôn tình yêu của em lung linh trên cao vầng trăng dịu êm tỏa sáng ngọn núi in dấu chân. Lời đầu tiên cho Khánh Duy xin gửi lời chào thân ái đến năm vị khách mời đặc biệt, và sau đó là gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chắc anh được chào anh Khánh Duy ạ. Và với tiếng hát của anh và với phần biểu diễn vừa rồi của Nguyễn Đạt, chúng tôi đã cảm nhận được rất là nhiều điều. Cảm ơn Nguyễn Đạt vì đã đến tham dự với ca sĩ ẩn danh. Dạ, rồi em cảm ơn. Thật ra thì anh cảm ơn Nguyễn Đạt rất là nhiều.
Dạ, chúng ta hãy gửi một tràng pháo tay cảm ơn cho Nguyễn Đạt một lần nữa. Ngay bây giờ anh Khánh Duy sẽ có một món quà là ca khúc thứ hai gửi tặng đến tất cả quý vị. Vâng, mời quý vị cùng nghe. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu lý qua cầu. Ôi đóa hoa tím trôi liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu lý qua cầu. Trong cái quá trình đi hát thì có những lúc rất là thành công, nhưng cũng có những lúc mình trăn trở là không biết là mình hát được bao lâu. Trước kia thì Khánh Duy hầu như là thuận lợi nhiều hơn, hát được nhiều chỗ hơn, được nhiều người yêu mến hơn. Nhưng mà mãi sau này thì cái gì nó cũng có một cái quá trình và cái quá độ của nó. Giới trẻ họ bước lên rất là mau, nhiều cái công nghệ để phát huy cho cái tài năng của họ. Có một thời gian Khánh Duy gián đoạn, đó là khi lập gia đình. Khánh Duy nhớ là cũng hết 5 năm hầu như là xa vắng sân khấu, vì sự trăn trở buồn lắm, mong mỏi rằng là làm sao để đứng trên được sân khấu đó. Khi mà đã sắp xếp được trong công việc của cá nhân, của gia đình của mình, anh Duy vẫn tiếp tục được đứng lên sân khấu và tiếp tục hát đến bây giờ. Ôi đóa hoa tím trôi liễu diêu, dòng sông nước chảy liễu diêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi em, bằng lòng đi. Sân ca bắc cầu em tới, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương nhau bóng hình bóng nhớ, nghìn trùng xa dù nắng dù gió, nhớ thương nhau điều lý qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi em, bằng lòng đi người yêu
Wow, hay quá. Khánh Duy cảm ơn. Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Cho Khánh hỏi nhanh một câu, tại sao lại chọn ca khúc này ạ? Vâng, đó là đợt thi tiếng hát truyền hình năm 91. Và Khánh Duy đã chọn bài hát Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu này. Và cứ thế lần lượt Khánh Duy lượm được một cái TV giải nhất. Thưa quý vị, nãy chúng ta có một cái thông tin là ca sĩ Khánh Duy đã từng hát song ca, là một trong số 5 vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Người đó không ai khác, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Vâng, và nhân tiện hôm nay Khánh Duy cũng muốn mời nghệ sĩ Hồng Vân lên sân khấu với Khánh Duy được không ạ? Trời luôn chị ơi. Hát luôn không? Hát lại không? Sao mà hát nổi? Hát luôn chị ơi. Cái giọng của Duy sao bây giờ vẫn khỏe, vẫn hay như vậy? Gặp lại sao mà nó bồi hồi quá. Tại vì lúc đó là anh thấy nó hơi sai sai thì sao đó. Ở trung tâm Hà Nội mà chúng tôi đã ngẫu hứng với nhau, đó là Hoa 10 giờ. Bây giờ mà nhớ được là tôi chết liền đó. Nhớ được tôi chết liền. Vài câu thôi, chúng ta vài câu thôi. Hôm chia tay ngày Chủ nhật, hôm chia tay ngày Chủ nhật, anh nói rằng tuần sau anh tới. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em mong chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Wow. Trời. Nhưng mà Vân không nhớ lý do gì tại sao hôm đó là Vân lại hát ta. Trưởng đoàn chỉ có nói rằng Duy ơi, là Hồng Vân thấy ca sĩ hát hay quá, thôi bây giờ có thể ghép cho em hát song ca với ai một bài không? Vậy là do tôi à? Nhưng mà nói Hồng Vân chỉ thuộc bài Hoa 10 giờ, nhưng mà nó lộn tới lộn lui. Đấy, cho nên bây giờ phải hát làm sao? Thưa quý vị, có những người anh đứng ở trong cánh gà nhắc bài. Ông nhớ cái chi tiết là mình xinh. Không cỡ quá Duy ơi. Không, Duy lôi Vân lên sân khấu làm gì vậy? Thực ra là Duy vẫn rất là phong độ. Khi mà nghe tự nhiên nhớ lại cái thời xưa tụi mình trẻ trung say đắm ha. Cái lúc đó Vân nhớ là khi mà cái gì? Em cứ nói say đắm là sao? Vậy là ngày xưa say đắm mới xin hát ta hát xong ca đó. Thì đó. Trời ơi, giọng Duy hồi đó là vô địch hay lắm. Anh hỏi em lý do gì mà ngày xưa em không xin hát với anh mà em xin hát với Khánh Duy? Xin. Bây giờ có chị xuống. Mình xuống, mình xuống giải thích thêm cho anh Kim xuống nha. Cảm ơn Hồng Vân rất là nhiều. Đó, ánh mắt lưu luyến không? Cảm ơn đài VTV, cảm ơn ban tổ chức đã làm ra cái chương trình này để anh em nghệ sĩ chúng tôi có dịp nhắc lại những cái chuyện xưa, và hy vọng rằng sẽ có nhiều cái chương trình để anh em chúng tôi còn một chút gì đó đóng góp vào cái lĩnh vực âm nhạc này, để góp vui cho đời cũng như là thỏa mãn cái cuộc sống hoạt động nghệ thuật của mình trong suốt mấy chục năm qua. Thưa quý vị, cảm ơn ca sĩ Khánh Duy vì đã đến với chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh, và chương trình có một món quà lưu niệm gửi tặng cho anh. Chúc anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa xin kính chúc cho 5 vị khách mời chúc sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong công việc của mình. Xin cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Khánh Duy vì đã đến với Ca Sĩ Ẩn Danh. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là lần xuất hiện cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy đến với ca sĩ ẩn danh thứ tư. Âm nhạc thì nó đem rất là nhiều cảm xúc cho mình cũng như cho người nghe. Tại vì mình hát phải để tâm vào trong cái nội dung. Nó làm cho cái bản thân con người của mình thăng hoa theo nó, tình cảm của mình cũng dạt dào theo nó. Đầu tiên thì cho Biển Ngọt xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là quý khách mời ngày hôm nay, và cũng như là anh Khanh nữa. Dạ. Xin chào Biển Ngọt. Thưa Biển quý vị, Ngọt.
Tên thân mật của cô ấy là Biển Ngọt. Biển mà ngọt là lạ lắm đó nha. Dạ. Biển Ngọt ơi, Biển Ngọt hát cái dòng nhạc gì vậy Biển Ngọt? Dạ, thường thì nó sẽ nằm ở cái phía nhạc xưa ấy ạ. Và hiện giờ thì cái nơi mà biểu diễn chính là ở các phòng trà. Còn là ca sĩ trẻ thì hát ở quán gọi là quán nhạc sĩ ở chỗ số 7 đường Nguyễn Văn Chim ở nhà văn hóa thanh niên đó. Được cô Lăng Ngọc giới thiệu đi hát phòng trà thì hát cho tới giờ. Khi hát phòng trà thì nó có giờ giấc cố định. Thành thử ra nếu mà sếp biết sắp xếp thì có thể hát từ 8 giờ cho tới 11, 12 giờ thì chạy 6, 7 cái là chuyện bình thường. Bây giờ thì phòng trà nó bị mai một nhiều lắm, rất là nhiều. Để sống sót thì chỉ còn vài cái trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Biển Ngọt với lại mình là có bằng tuổi không? Dạ, nhỏ hơn tí xíu. Thì bạn này là ở cái cửa mà... Tuổi con khỉ. Hả? Monkey. Monkey. Tuổi con khỉ. Monkey. Monkey. Nhưng mà Biển Ngọt ơi, ngoài cái việc ca hát thì mình có một cái nghề tay trái nào khác không? À, dạ, hiện tại thì làm cái công việc người ta gọi là gõ đầu trẻ. Giáo viên. Cô giáo. Viên. Ồ. Và hiện giờ thì cái nghề nghiệp đã kéo dài được khoảng trên 30 năm. Tôi chốt đơn luôn. Trên bao nhiêu? Bao nhiêu? Dạ trên 30 năm ạ. Nó nào ngay thì đi dạy thì hiệu trưởng thì ai cũng thông cảm cái điều này và cũng có tạo điều kiện, cho nên mình cũng được cái nhiều khá nhiều may mắn, nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp và đi phục vụ cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân, cho khắp nơi. Ở vùng sâu, vùng xa cũng đi luôn, cũng được luôn. Anh Vũ Hà đã lóe lên một điều gì? Cái gì? Ngày xưa chị lên truyền hình rất là nhiều đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Và chị có để một cái mái tóc ngang như thế này. Dạ đúng rồi, ở cái khoảng năm rồi. Chốt đơn. Chốt đơn. Hay quá vậy. Ừ. Cái này chưa có đơn. Chưa có đơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc được biểu diễn bởi ca sĩ Biển Ngọt. Canh tàn một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng gợi lòng ta nhớ mương vàng xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời quất xa, một tình thơ chốn non ngàn, ôi giờ phút sao sớm tàn. Lòng còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng thăm. Rượu cần càng vui càng uống, đắm say men nồng tình duyên. Cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mới. Nàng ngồi lặng nghe trăng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt canh tàn, kề vai say ánh trăng vàng. Nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xa xa. Như ước mơ duyên tình thơ mộng dưới trăng, nhưng thời gian vẫn trôi hoài, trăng tàn uống rồi khuất mờ. Rạt rào tình vương xuân nữ, tình thơ ngây bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trăng sáng, ta nhớ ngày qua, nhớ làn gió còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng thăm. Rượu cần càng vui càng uống, nắng say men nồng tình duyên. Cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mới. Nàng ngồi lặng nghe trăng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt canh tàn, kề vai say ánh trăng vàng.
nhạc xa đưa khúc mơ màng. Nàng nhìn ra phía trời xa xa như ước mơ, duyên tình thơ mộng dưới trăng. Nhưng thời gian vẫn trôi hoài, trăng tàn uống rồi khuất mờ. Rạt rào tình thương xuân nữ, tình thơ ngây bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trăng sáng, ta nhớ ngày qua, nhớ làn gió đưa. Gió ấy đưa về chốn xưa, phía xa bên bờ suối thơ, bóng ai xa còn ước mơ. Ôi ngày vui sao sớm tàn, ôi ngày vui sao sớm tàn, ôi ngày vui sao sớm tàn, ôi ngày vui sao sớm tàn. Một tràng pháo tay cho ca sĩ Biển Ngọt và vũ đoàn. Cái cô Biển Ngọt này là cổ rất là giống nhan sắc của cái bạn ẩn danh. Đúng. Nếu như bạn này mà hóa trang cái mắt kiểu như vậy nữa là y chang luôn. Nhưng tóc mà Vân xõa ơi, ra, tóc xõa ngang đây nè. Đờ mi gạt sông hả, kêu bằng cái đó xưa là thôi tóc ngang tóc. Gọi là đờ mi gạt sông đó, ngày xưa đó là y chang luôn. Cái giọng ca này á là anh nó hở nghe hàng ngày hát lạ lạ trên tivi luôn. Dạ. Yeah. Một tuần lễ mà ví dụ có 4-5 chương trình thì cái giọng hát là có hết luôn. Cô hát cái gì cô hát, hát trơn đó đó. Và cô này hát một bài hát mà Vũ Hà nhớ hoài luôn. Đó là bài Những Bông Hoa Trong Vườn Bác. Cô hát hay lắm. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là ca sĩ Lục Bình và ca sĩ Biển Ngọt. Và thời gian để quý vị bình chọn bắt đầu. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn kết thúc rồi. Bây giờ ai cũng muốn biết kết quả đúng không ạ? Trước hết chúng ta hãy giải lao một chút. Quý vị đang quay trở lại với ca sĩ ẩn danh. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn rồi. Kết quả bình chọn là với tỷ lệ là 51% và 49%. Và người ca sĩ ẩn danh quý vị muốn được lộ diện ngay bây giờ, đó chính là ca sĩ Biển Ngọt. Biển Ngọt. Dạ, Khanh xin chào Biển Ngọt một lần nữa. Bạn hãy tự giới thiệu về danh tính thật sự của mình trước. Dạ, lời đầu tiên thì Phương Anh xin được phép chào quý vị khán giả cũng như là quý khách mời. Hiện tại thì Phương Anh đang là sinh viên năm tư của ngành quản trị công nghệ truyền thông trường Đại học Hoa Sen. Và song song đó thì Phương Anh cũng đang làm MC của phòng trà Nguyễn Ánh Chính. Bây giờ chúng ta đến với phần lộ diện của ca sĩ ẩn danh nha. Yes. Xin mời ca sĩ ẩn danh lộ diện. Xin giới thiệu ca sĩ Thùy Dương. Chiều nay ca sĩ Thùy Dương là ca sĩ trẻ đầy tài năng, xuất hiện thường xuyên trong các chương trình ca nhạc truyền hình vào những năm 80-90 bên cạnh các giọng ca tên tuổi như Lan Phương, Hạnh Nguyên, Đông Đào. Lá trên cây không còn nắng mơ mà. Xin chào chị Thùy Dương. Và lần đầu tiên ca sĩ Thùy Dương xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đặc biệt cùng với tất cả quý vị khán giả đang ngồi ở đây, lời chào trân trọng nhất. Dạ, Khanh xin chào chị Thùy Dương ạ. Và bây giờ chúng tôi rất muốn biết mối quan hệ đặc biệt của chị Thùy Dương và Phương Anh là gì? Hai mẹ con. Dạ, nếu mà đi xét nghiệm ADN thì là 99.9%. Rồi, hay không? Trời ơi.
Cảm ơn Phương Anh một lần nữa rất là nhiều vì đã đến với ca sĩ ẩn danh nhé. Xin chào bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc thứ hai ca sĩ Thùy Dương sẽ gửi tặng đến tất cả quý vị. Sợ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn là người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng từ khi đưa lỡ làng duyên nhau, rưng rưng phượng đỏ trên đầu. Tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu. Bây giờ tìm kiếm em đâu. Vừa thưởng thức một sáng tác nhạc Anh Bằng lời Nhất Tuấn, ca khúc Hoa Học Trò. Nãy thì Dương có nghe chia sẻ của năm vị đặc biệt này, là có biết thì Dương là thường hay hoạt động trên truyền hình, rồi có một câu rất là vui là năm chương trình thì Dương xuất hiện 6 cái. Chắc cái đó là cái khuyến mãi của Vũ Hà. Không biết chị có nhớ là cách đây hơn 20 năm, tầm khoảng 25 năm, tại số 7 Nguyễn Văn Chiêm, đó là quán nhạc sĩ của chú Trịnh Công Sơn này, của chú Phạm Trọng Cầu, anh Nguyễn Văn Hiên. Rồi anh Tôn Thất Lập.
anh Tôn Thất Lập nữa. Anh thì lúc đấy ơi, em năm đấy là em hai mấy tuổi thôi, là một ca sĩ trẻ đi hát ở đó, và em rất là ngưỡng mộ luôn. Vì sao? Thì chỗ tại sao chị này giỏi quá, là anh Nguyễn Hiệp, là Nguyễn Hiệp đưa bài hát mới cho chị, xong chị cầm dò một xíu cái chán đó, lần lần có thể là chị hát được luôn. Trời ơi, tao bà hèn chi, cái bà này bà giỏi quá cho nên bà lên truyền hình quá trời. Bữa giờ chị thấy Vũ Hà lên TV cũng nhiều. Không có. Chị cảm ơn hai chị em chúng ta đều giỏi. Thực sự hồi đó Vân ngồi Vân coi TV nghe, Vân ganh á, Vân nói thiệt luôn. Thế là ngày đó lên truyền hình đâu có dễ đâu ha, chứ không phải là ai cũng lên được đâu. Đó nên là chị rút kinh nghiệm từ mình. Thắc mắc là cứ nghĩ là hồi đó một ca sĩ mới được lên truyền hình đó là phải đoạt giải tiếng hát truyền hình và đó phải thật là ăn khách. Hồi đấy Bảo Yến nha, chị Bảo Yến với chị Nhã Phương á, là chị được 3 cái thôi, Thùy Dương lên 6 cái. Chị ơi, chị bây giờ chị hát lại cho khán giả bây giờ với cũng như những người trẻ họ nghe cái bài mà Những Bông Hoa Trong Vườn Bác. Đúng rồi, bài đó là bài vô địch đó, bài đó đó. Kinh điển đó. Rồi thì Dương xin phép được hát bài Những Bông Hoa Trong Vườn Bác, nhạc của Văn Dung. Những bông hoa trong vườn bạc tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của người. Mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng, mùa xuân đến trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, say muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng xuân. Dương vẫn thấy làm như bây giờ Dương ca hay hơn rồi đó. Không biết phải không mà sao ca hay dữ vậy hả Dương? Tôi hỏi Thùy Dương câu này. Dạ. Cuộc đời nghệ sĩ đó, người ta sẽ có lúc thăng trầm. Thì đối với là Thùy Dương, lúc nào là cái lúc mà trầm nhất của Thùy Dương? Thì Thùy Dương chắc chắn là ai cũng có nó thăng và nó trầm hết. Mà chỉ có đặc biệt riêng Thùy Dương thì Thùy Dương không có thấy nó trầm, chỉ thấy nó trung và nó cao thôi. Thì Thùy Dương không biết đó gọi là may mắn hay là do cái phong cách, cái cách sống của mình nó tạo nên một cái cuộc đời âm nhạc nó như thế. Có thể là do bản thân của mình không có bon chen. Không phải là không muốn hơn, nhưng mà kiểu của mình thì mình hát gì cái yêu thích. Còn cái đó chứ không có phải là phải kinh doanh về nó, phải mong ước một ngày nó phải rần, phải vậy, không cần thiết. Thùy Dương tôi thấy rằng quá xuất sắc trong cái đạo làm vợ của Thùy Dương nữa. Tôi thấy rằng Thùy Dương đi đâu có ông xã đi theo. Hay quá. Dạ đúng rồi, cái này cũng phải kể thêm công sức của gia đình. Cũng rất là may mắn gặp được ông xã rất là thích nghe âm nhạc. Và anh cũng có đi thi tiếng hát truyền hình năm của anh Duy á. Cũng có đi thi đó, nhưng mà chắc là hát hay quá nên là rớt ở vòng giữ xe. Thật ra thì chị Phương Dung với Thùy Dương hát nhiều lần ở phòng trà Đồng Dao. Dạ. Rất là thường xuyên hai chị em nói chuyện. Thưa quý vị, một lần nữa rất là cảm ơn ca sĩ Thùy Dương đã nhận lời mời đến với chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh. Và chương trình cũng có một món quà kỷ niệm gửi tặng cho chị. Dạ. Chị hãy xem đây là một cái dấu ấn, một cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời nghệ sĩ của mình nhé. Dạ, Thùy Dương cảm ơn. Và xin phép được cảm ơn tất cả các anh, các chị, các em trong chương trình ngày hôm nay, cũng như toàn thể quý vị và mọi người đang xem đã ủng hộ chương trình, đã cho tất cả những nghệ sĩ của những người giống như Thùy Dương được một lần nữa tỏa sáng và một lần nữa được chia sẻ cuộc sống âm nhạc cũng như cuộc sống đời thường. Cảm ơn ca sĩ Thùy Dương vì đã đến với Ca Sĩ Ẩn Danh. Và câu chuyện tiếp theo sau đây Khanh tin chắc rằng sẽ chạm được đến trái tim của tất cả chúng ta. Trước hết hãy cùng Khanh gặp gỡ lại với ca sĩ Lục Bình. Lời đầu tiên cho phép Thúy Uyên
gửi lời chào đến các anh chị ở trong ban bình luận và cô Phương Dung, và đặc biệt là khán giả của chương trình. Và bình thường á, theo như cái hình dung về phong cách của chị Thúy Yên là một người rất là khỏe mạnh, một người con gái của thể thao. Bởi vì mọi người luôn ấn định Uyên là hát nhạc phải nhảy và phải luôn luôn sôi động, nhưng mà ngày hôm nay được thể hiện bằng một cái giọng hát rất là truyền cảm của một cái người ca sĩ ẩn danh ở trong một cái hình hài rất là đẹp. Dạ, và với cái bài hát vừa rồi thì cũng cho mọi người thấy là ca sĩ Thúy Uyên nữ tính lắm chứ bộ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lộ diện của ca sĩ ẩn danh cuối cùng trong ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ ẩn danh lộ diện. Khánh Ôn Thủy. Vào những đầu năm 90, ca sĩ Carol Thủy được mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock vì chất giọng dày, khàn và phong cách biểu diễn cá tính, nổi bật, là cái tên bảo chứng bán vé cho các đoàn ca nhạc lúc bấy giờ. Carol Thủy xin trân trọng gửi lời chào đến năm vị khách mời đặc biệt, anh chị em nghệ sĩ và tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình TV3 ngày hôm nay. Wow. Thân xin chào chị. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Thúy Uyên rất là nhiều vì đã đến với ca sĩ ẩn danh. Thúy cũng xin cảm ơn Thúy Uyên. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc được gửi tặng từ ca sĩ Carol Thủy. If you go away on the summer day, then you might as well take a Sunday away on the bird that flew in the summer sky when our love was new and our heart grew high and the day was young and the night was long and the moon stood still for the night but song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, we will sing the song, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I understand, leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Peut-on oublier qui s'enfuit déjà? Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces yeux qui tuent parfois de couple bonheur. Ne me quittez pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'enfuirai de peur et la pluie, venez nous faire, oui ne pleure pas.
de lumière. Then if you go, I understand. It'd be just enough love to fill up my head. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away. Ôi chị đẹp quá. Thưa quý vị, và đó là ca khúc nhạc ngoại If You Go Away và tiếng hát của Carol Thủy. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã mang đến một bài hát quá tuyệt vời và cảm xúc khi chị đến với ca sĩ ẩn danh. Thủy xin thưa với tất cả mọi người cùng tất cả anh chị em nghệ sĩ. Để đến với cái chương trình ngày hôm nay, Thủy rất là xúc động. 25 năm rồi Thủy không còn được đứng trên những cái sân khấu lớn như vậy cùng với tất cả quý vị khán giả thân thương. Nãy ngồi ở phía trong á, mà nghe những lời bình luận của anh chị em ở ngoài này mà Thủy khóc luôn. Nghĩa rằng là không ngờ rằng là mọi người đều nhớ về Thủy như vậy. Và Thủy rất cảm ơn đã tất cả mọi người đã dành cái tình thương đó cho Thủy và không quên Thủy. Thực ra là hôm nay gặp Carol Thủy, chị rất là ngạc nhiên. Trong cái ký ức của chị, em là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, một người rất tự tin. Khi em ra sân khấu ở cái thời điểm chị em mình đi diễn chung, em không bao giờ em cúi đầu như vậy hết á, tay cũng không như thế này. Lúc nào em cũng một tư thế là vươn lên. Nhưng tự dưng ngày hôm nay khi mà chị nghe em hát, cái giọng em thì vẫn y như xưa, mạnh mẽ, cuồn cuộn như vậy. Nhưng mà trong đôi mắt của em, trong cái tư thế của em, nó không còn như ngày xưa nữa. Tại sao lại như vậy? Thật sự thì cũng không phải là mất tự tin, nhưng mà Thủy quá xúc động. Tại vì cái thời gian mà để quay trở lại và được đứng như ngày hôm nay như vậy, đối với em thì quá lâu. Nó quá lâu và em không có một cái điều kiện và cái cơ hội để mà được quay trở lại một cái sân khấu như thế này. Và rất là nhiều cú sốc ở trong chuyện gia đình và trong cuộc sống nó cũng đã thay đổi em. Tại sao vậy ta? Tại vì lúc đó là Carol Thủy là một cái giọng hát và một cái tên để mà bảo chứng cho cái phòng vé. Tại sao em lại bị ngắt ngang một thời gian mà nó phải là tiếc thực sự, đúng không? Và khi em trở về đây, em trở về Việt Nam là bao nhiêu lâu rồi? Từ 10 năm nay là em ở đây. Nhưng mà em giấu tất cả mọi người. Tại vì em về đây nhưng mà em không có đủ điều kiện để em đi hát lại. Biết rằng là cái quy luật của một cái người nghệ sĩ là mình phải biết châu chuốt bản thân, mình phải biết làm mới mình. Đâm ra rồi con phải buông bỏ để mà đi làm những cái công việc để mưu sinh. Dạ, mưu sinh để sống. Cái biến cố lớn nhất trong cuộc đời của chị là gì? Cái biến cố lớn nhất là lập gia đình. Lúc đầu thì lấy ảnh là trong một cái hòn đảo kêu là đảo Martinique. Nghĩa là cái hòn đảo đó cho tới ngày hôm nay người ta vẫn còn là cái phong tục nghĩa là chồng chúa vợ tôi. Suốt là gần 10 năm là bị giống như là Pháp người ta kêu là femme battue, nghĩa là một người đàn bà bị hành hạ. Bắt buộc thì phải đi ra, tại vì nếu không đi ra thì suốt đời là mình sẽ bị ảnh giam cầm như vậy trong căn nhà. Thì khi mà Thủy bước ra, Thủy vẫn không thể nào dắt được hai đứa con thương yêu của mình theo. Sau 2 năm đó dùng hai đứa con để mà kéo Thủy về, Thủy cũng không về được nữa, thì anh mới cắt cái liên lạc luôn. Nghĩa rằng là bị mất tích hai đứa con luôn. Cho đến khi mà Thủy quay về Việt Nam rồi bắt đầu học theo lớp trẻ, làm Facebook đồ lên để mà ngồi chờ đợi. Thì cho đến năm 2006 thì đúng là như vậy, thì hai cháu đã kiếm được Thủy qua Facebook. Sau này ảnh bị tâm thần và nặng hơn. Ông bị tâm thần thì ông hành hạ hai đứa con gái. Thì chính cái cháu lớn giữa mới đi ra thưa công an. Nghĩa là thưa là không sống chung với cha nữa, như vậy cha làm như vậy đó.
thì rằng là nhà nước ở bên Pháp người ta mới cách ly và bắt ra. Thì hai cháu nó đã ra từ năm 14, 16 tuổi cho đến cái ngày mà kiếm lại được mà hai đứa nó đã là 19, 18 rồi. Thì khi mà cầm điện thoại lên thì câu đầu tiên thì nó nói: mẹ, mẹ không cần giải thích một cái gì hết, con nhìn con nhớ hết lúc ba đánh mẹ như thế nào, mẹ khóc lóc như thế nào, con nhìn con nhớ hết, mẹ không cần giải thích một cái gì hết. Nhưng mà sau này con đi theo ngành luật là tại vì con muốn cãi cho mẹ. Và ngày hôm nay con đã cầm được cái bằng luật, cháu nó học ra được cái bằng luật sư. Nó cầm về nói câu đó, nó nói là con muốn cãi cho mẹ. Ủa sao lúc đó em không hề nói gì, lúc chị em tâm sự là chị không hề biết luôn. Thực sự là chị không hề biết cái chuyện đó luôn đó Thủy. Dạ chị em biết, tại vì là thật sự là em về đây thì em gặp rất ít người. Và em cũng không nói cho ai nghe tất cả những chuyện này. Em chỉ đóng cửa rồi em đi làm thôi. Xin đi làm cơ khí nè, ngồi dập máy, cắt máy để mà ăn sản phẩm nè, đứng một ngày 12 tiếng thổi chai nhựa, rồi đi làm bao mì gói nè, nghĩa là đi vô trong công nhân mấy ngàn người á, lủi ở trong đi làm trong, là cái lương là nó chỉ là cỡ 2.8 triệu đến 3.2 triệu thôi, làm mà tăng ca mà gọi là nhiều á là mới được có 3.5 triệu thôi. Thì sau cái thời gian đó em bắt đầu em phát hiện là mình nói được hai thứ tiếng, tại sao mình không ra ngoài cái khu Tây, phố Tây á để mà mình làm việc thì nó sẽ phát triển ra được cái công việc của mình. Ngày đó mà nếu mà chị biết á thì là ít nhiều gì nếu mà có được một cái cơ hội nào là chị cũng đều có thể giúp được không cái gì thì giúp. Không có đâu bà ơi. Chị không biết luôn này. Ngày hôm nay em nói ra chị mới hết hồn luôn. Chị cái không cô biết gái luôn. Này không phải là một cái người mà luôn có cái tánh gọi là cậy nhờ. Cái này là chịu đựng. Cách đây khoảng 2 năm trước em có gặp chị và... Vũ Hà ơi, cho Thủy xin một cái này nha. Vũ Hà lớn hơn Thủy 1 tuổi, có đúng không? Mình mới mấy chục năm rồi, cho tới gọi là một năm mấy về trước mới phát hiện ra, mà tới bây giờ vẫn còn xưng em mà gọi là xưng chú này, chị đây. Chú cứ tự... Vũ Hà lớn hơn Thủy 1 tuổi. Trời ơi, mà mấy suốt mấy chục năm nay là cứ một chị hai em vậy. Đang xúc động mà thiệt, tôi thấy bị giật mặt kiểu này, tôi bị sặc nước biến luôn á. Thật không có, tại vì quen gọi chị hoài luôn. Cái mới bữa hôm cách đây 2 năm gặp lại, mới hỏi tuổi mới phát hiện ra là lớn hơn. Thì bây giờ lớn hơn sao giờ cũng kêu người ta bằng chị vậy? Vua em bị quen á. Thủy ơi Thủy, ngày hôm nay gặp lại Thủy thì với bộ trang phục này hát trên cái sân khấu hoành tráng thế này, trời Thủy đẹp lắm luôn á, nó tỏa thật là tỏa sáng luôn. Thì cho nên là mong Thủy á, mình tự tin nếu có cơ hội, nếu còn yêu nghề, nếu có những chương trình khác người ta mời mình, bắt buộc phải đi vì giọng hát tuyệt vời. Thì cảm ơn Vũ Hà rất là nhiều. Cho tôi nói một lời cuối cùng đối với lời Caron Thủy. Em hãy tự tin vào bản thân mình. Anh có thể nói là anh là người luôn luôn tin vào tâm linh, và anh tin vào tổ nghiệp đang ở trên đầu anh. Em cầu mong cho tổ nghiệp cho em được một hướng sáng để em trở về với lại nghề của mình. Anh tin chắc rằng em sẽ làm được. Em xin phép nghe lời anh ạ. Thì cảm ơn anh. Nhưng mà nãy anh có hứa rồi, nếu mà đúng là em thì anh phải lên anh ôm em một cái. Và đây là một món quà kỷ niệm mà chương trình Ca sĩ ẩn danh muốn gửi tặng cho chị Caron Thủy. Chúc chị sẽ luôn vui, luôn khỏe mạnh và hát thật hay. Và chúng tôi, cánh cửa của nghệ thuật sẽ luôn chào đón ca sĩ Caron Thủy. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình Ca sĩ ẩn danh ngày hôm nay. Một lần nữa Khanh rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào lúc 21:15 Chủ nhật tuần sau trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.